Hello, mình xin chào tất cả anh chị em nha. Thì hôm nay em xin được chào đến quý vị và các bạn. Lô đất này có tổng diện tích là 3 hecta, view thác, sổ sách đầy đủ nha quý vị. Và lô đất này thì có bám được 100m mặt tiền đường nhựa liên xã. Thì từ vị trí đất của mình lên Ủy ban Nhân dân xã thì chỉ rơi vào khoảng 1 km đổ lại thôi quý vị nhé. Mảnh đất của bác chủ đấy thì gần một cái view hồ rất là lớn, thì mùa nào nước cũng chảy xuống một con thác rất là lớn, cho nên là đứng trên vườn nhìn xuống một cái thác rất là thơ mộng và rất là đẹp, tạo nên một cái cảnh rất là nên thơ của lô đất view thác cho quý vị. Và trước mặt ống kính camera thì em sẽ lối lại gần để quý vị và các bạn tham khảo từ trên cao, nắm bắt được địa thế cũng như mật độ khu dân cư xung quanh và trường học cũng như là các như là Ủy ban Nhân dân xã. Và đây là Ủy ban Nhân dân xã Hương Bình. Thì đất này là tọa lạc tên Ủy ban Nhân dân xã Hương Bình quý vị nhé. Và để cho con em mình dễ dàng đến trường thì lô đất mình không xa lắm, thì đã có trường cấp 1 kế bên Ủy ban Nhân dân xã Hương Bình. Điện đài đầy đủ rồi quý vị nhé. Khu dân cư ở đây thì cũng đi thêm đoạn nữa thì khá rất là đông. Và ở đây thì cũng đã có nhà cửa, nhà gỗ thôi quý vị nhé, nhưng mà rất là ổn định luôn ạ, đầy đủ tiện nghi, giếng rồi bể nước, kệ nước, đầy đủ hết. Và ở đây thì giống như một gia đình nhỏ thì đã sinh sống ở đây được, quá tuyệt vời luôn ạ. Từ xa xa nhìn về cái thác rất là đẹp quý vị nhé. Ở trên vườn thì đã có nguồn thu rất là ổn định luôn. Cà phê. Bước vào những cái năm thu hoạch chính. Và vị trí lô đất mình là từ cây bụi tre này nè, đi thẳng lên cái giáp ranh cái vườn cao su đó. Và thẳng lên ranh trên đường nhựa. Cái cây này ha. Này là thẳng hàng tre lên. Lên theo cái ranh cao su luôn nhỉ. Vì thế đất tương đối bằng đẹp quý vị nhé. Trên 3 hecta này thì nó chỉ có khoảng 2 đến 3 sào gì đó là cũng có dốc. Khu vực gần thác thì cũng hơi có dốc quý vị nhé. Thì bây giờ em sẽ bay lên phía trên và vẽ lại cái ranh biên của lô đất. Quý vị và các bạn để ý kỹ cái ranh biên của lô đất quý vị nhé. Mặt tiền rơi vào khoảng 100m, tọa lạc tại xã Hưng Bình, huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông. Cái giá thì em xin được treo lên cái tiêu đề mô tả. Đây nhìn từ xa thì cái thác rất là sừng sững, rất là đẹp luôn. Trên lô đất này thì đã có hai nguồn thu chính, đó là cây cao su, mặt tiền đường nhựa. Cao su thì cũng đã rơi vào những năm thu hoạch chính rồi quý vị nhé. Đất rất là bằng. Và trụ điện lớn của mình cũng có sẵn trên đất luôn rồi. Đất phía trên này rất là bằng. Tổng diện tích 3 hecta thì có khoảng hơn 2 hecta rưỡi là rất là bằng đẹp rồi. Vị trí lô đất này ra đến quốc lộ 14 thì chỉ rơi vào khoảng 18 km nha quý vị.
từ thành phố Hồ Chí Minh mà lên lô đất này thì rơi vào khoảng 220 km nha quý vị. Và từ cái lô đất này mà lên thành phố Giang Nghĩa thì nó rơi vào khoảng 45 km nha quý vị. Quý cô bác anh chị và các bạn xem video thì vui lòng cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh. Nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video clip mà em đăng lên sau. Vâng, em xin được tạm dừng cái video clip tại đây. Hẹn quý vị và các bạn lại những cái video clip sau. Xin được chào quý vị và các bạn.